có một ai đó bận bộ đồ con thỏ màu trắng hồng đang đi bán kẹo kéo. Thiết nghĩ là ai đó nên bận bộ đồ con thỏ màu đen hồng để tạo được sự chú ý với mọi người hơn, nhưng chắc không cần vì bận đồ con thỏ đi vào là đủ gây chú ý rồi. Nguyên đám nhóc bận đồ màu vàng bu đầy xung quanh luôn, rồi lén la lén lút định làm một cái điều gì đó. Mở cửa bước vào phòng lấy ra một cái phong bì từ tay áo đặt lên trên bàn, rồi sau đó trở về xe, nhưng bước vào xe hơi bị lấn cấn một xíu vì cái đầu thỏ nó hơi bị to, và nhân vật đó chính là bà chị cảnh sát. Alo alo, cái bộ xe đạp nghe rõ trả lời. Tôi đang nghe đây. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi nha. Ok, vất vả rồi. Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, dù là tòa soạn báo hay đài truyền hình, chỉ cần cùng bị nổ súng ở một nơi là được. Là Kang trong ra nói. Anh nghĩ thế nào? Có hơi bị run nhẹ một xíu nhưng chúng ta bắt buộc phải tin tưởng. Cứ giao cái nhiệm vụ nhẹ nhàng tình cảm xúc xích xoa dịu nỗi đau đớn này cho tôi đi. Rồi Soho bước đi đâu đó, chẳng có chuyện gì quá ư là khó khăn ăn năng, với cải bắp tay bắp chân giường chân tường chân tướng chân mày mò mốc máy may đồ đạc gì ở đây cả. Thực ra là Soho đến thăm bà chị bác sĩ đang bị trói buộc trên chiếc ghế ở trong căn phòng. Soho ngắm nhìn bà chị bác sĩ định làm một điều gì đó trong khoảnh khắc này, rồi Soho tiến lại gần sát chỗ bà chị bác sĩ và tiến hành cởi trói cho bà chị. Cởi nhanh nhanh đi bạn ơi, làm cái gì mà cứ kaze, tôi ngồi đây từ chiều tới giờ ê hết cả mông rồi này. Cô có muốn làm nhẹ một tách trà nóng không nào? Bà chị chỉ lắc đầu mà không nói một điều gì, nhưng tôi chắc chắn là bà chị rất muốn uống trà sữa lắm rồi chứ, trà nóng gì tầm này Soho ơi. Rồi Soho tự tay vào bếp đi làm trà nóng cho bà chị. Còn bà chị bác sĩ ở ngoài thì định làm cái trò mèo máy Doraemon gì đó, quan sát hành động pha trà của Soho rồi nhẹ nhàng tiến đến vị trí của cậu ấy. Còn Soho thì vẫn mải mê pha trà và dường như đã phát hiện cái bóng của bà chị bác sĩ. Bà chị định đâm Soho nhưng mà Soho nhanh tay đỡ kịp, nhưng trong tay bà chị vẫn cầm dao nên bà chị vẫn tiếp tục kẻ những đường dao sắc sảo, múa lửa điên cuồng, chém lộn liên hoàng. Nhưng mà tình thế đã được kiểm soát, Soho đã áp chế được bà chị, nhặt lên con dao rớt dưới đất trao trả lại cho bà chị. Vì bà chị múa kiếm múa lửa quá gà nên cho bà chị thêm một cơ hội để làm lại điều vừa nãy. Quả nhiên là tôi đoán không sai, đúng là bố tôi đã ra lệnh trừ khử tôi. Nếu mà cô tin rằng mệnh lệnh giết tôi chết là đúng đắn thì hãy dùng con dao găm đó đâm lòi phèo phổi ruột gan của tôi đi. Giết tôi chết con bịa ló đi, sống làm cái đứa gì nữa. Lim Ji Dốc, trưởng phòng kỹ thuật điện tử là bố cậu sao? Ơ kìa, tại sao tôi không biết gì thế nhờ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Rồi bà chị bác sĩ buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Soho thì kính lão đắc thọ rót trà cho bà chị uống trước. Trước tiên thì hãy bắt đầu từ đây trước rồi nhắm mắt lại. Anh nói rằng tôi đã từ bỏ đảng và giết cả những đồng đội của mình. Đừng có tin tưởng tôi quá, đảng vẫn còn nhưng tôi tin tưởng anh. Có đúng là đồng chí Kang không? Nó được tạo ra bởi đảng. Đó không phải là cuộc sống mà đồng chí Kang đã chọn sao? Bây giờ không còn là Kang trong gia hay Mô Gian Hưu một nữa. Hãy sống bằng tên thật đê. Tôi sẽ giúp cô ra ngoài mà không ai biết. Hãy trốn đến một quốc gia thứ ba. Đó là cách đồng chí Kang nên sống. Còn đồng chí thì sao? Vi phạm mệnh lệnh của đảng, cậu định một mình gánh vác hết sao? Việc tôi không thể rời đi được không phải cô cũng đã đoán được rồi sao? Thôi tôi đi đốc vài chai champagne hay whisky gì đó cho vơi bớt đi sầu lo đây. Còn ba chị em phòng 207 thì đang lén lút nhìn bà cô đang đập cửa y hệt như mấy má giang hồ chợ búa đi đòi nợ. Nhưng mà giang hồ này là giang hồ xịn, có luôn cả chìa khóa nhà người ta nên mở cửa đi vào miệng luôn. Sao cô tự nhiên lại vào phòng người khác vậy? Bộ đàm ở đâu rồi, trả cho tôi đi. Cái anh trai cảnh sát đã tịch thu miệng rồi nên cô muốn lấy thì đến chỗ anh ta ấy, đừng có làm những điều bốc đồng nữa. Mục đích của mọi người là sống sót bằng mọi cách, xem ai đang nói kia. Không phải cô cũng giấu bộ đàm để một mình sống sót sao? Còn má ló, nếu như cô cứ thế ra ngoài vậy thì tôi không thể bảo vệ cô được nữa. Cái gì cơ? Vậy nên cô mới kéo còi súng à? Một khẩu súng nước mà còn không biết, còn nghĩ bác sĩ kia sẽ cứu bố cô sao? Cô ta đã lợi dụng cô đấy, cứu cái nịt nhé, cô đã rõ chưa? Sau đó bà cô mở cửa đi ra ngoài với ánh mắt liếc nhìn muốn lé rớt con mắt miệng luôn đến từ vị trí của bún ốc. Bà cô có vẻ rất là dai dứt bước đi ngoài hành lang cũ và ba chị em đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau đó tức tốc về phòng kể với Giang Dô. Giang Dô à, em có biết gì không? Em đã nói biết biển máu và bún ốc cầm súng phang nhau mà. À chuyện đó, bà chị bún ốc dí súng rồi đầu em. Sau đó bà cô thấy rồi hai người họ cùng nhau đóng băng, ý lộ cầm băng đóng nhau. Khi chị hát ở nhà ăn thì biển máu và anh trai cảnh sát cứ dính nhau như keo 502 không biết định làm gì. Có khi là họ hôn nhau xong rồi bị mề gà phát hiện không? Ây da, không được rồi, kỳ này là phải báo công an bắt hai người họ thôi chị em ơi. U là trời, sắp chết hết đến nơi miệng rồi mà mấy má còn nhiều chuyện được nữa. Chết thì chết mà nhiều chuyện thì nhiều chuyện liên quan gì nhau? Có đó má ơi, chết là hết làm gì mà còn được nhiều chuyện nữa? Sao em lại như sắp chết vậy? Đau ở đâu sao? Bụng em không được khỏe cho lắm mọi người ơi. U là trời, chắc là ăn nguyên con gà rán hôm qua hôm chia cho ai rồi đau bụng đúng không má? Không phải như thế, không phải như thế, em đi toilet một xíu. U là trời, chắc là em ấy đi yển rồi rất luôn, quả cục khất vị giòn tan khó cứng luôn quá. Chứ con gà hôm qua là hơi to nha, ăn 5 người còn chưa hết nữa đó. Soho nhìn theo bóng dáng Giang Dô nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, rồi đi theo cô ấy, thì thấy Giang Dô đang ngồi trên ghế chắp tay cầu nguyện ở phía bên trong thánh đường. Thế là Soho cũng đi vào trong thánh đường và ghé đến ngồi bên cạnh Giang Dô để nghe thử xem cô ấy đang cầu mong điều gì. Nghe thấy tiếng động dường như có người đi vào thì Giang Dô nghỉ cầu, định đi về thì thấy Soho đang bên cạnh nhìn mình, làm Giang Dô muốn rất nghĩa quả tim ra ngoài luôn. Em đang cầu nguyện điều gì vậy? Em cầu mong cái bụng của em nó bớt đau anh ơi, không biết ăn chúng cái thứ gì mà đâu dần xé đau nứt nẻ, đau lẻ tẻ, đau bẽn lẽn, đau y như sắp mắc đẻ. Đùa thôi chứ thực ra là nếu có thể ra ngoài an toàn, em muốn gặp người anh mà em nhớ, nếu như có thể sống sót thì thật tốt. Thôi nào, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước, phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc và anh nhất định sẽ bảo vệ em và cả những chị em, bạn bè của em nữa, tất cả sẽ được an toàn thôi. Lần sau trong Open House Party Overnight chúng ta phải chơi mini game và nhảy nhót thật vui nhỉ. Anh Soho sẽ bảo vệ tôi sao? Đúng dư thế chứ. Đúng vậy, có thể nói là như thế vì anh là Super Idol Man còn gì. Úi sời, anh Văn vừa dư thế này thì ai mà tin anh được chứ? Anh hỏi thử xem viewer có ai tin anh không? Chứ em thì em tin anh 100% nha. Ok luôn em ơi, ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Tôi chắc chắn chúng đang theo dõi tất cả lối vào, nhưng chúng không thể kiểm soát được hết các cửa sổ. Đang bàn đại sự thì đột nhiên có phone. Lại có phải vì cuộn băng ghi âm mà cậu cả gan vậy không? Cậu không biết rằng cậu sẽ được trao thưởng danh hiệu người anh hùng cộng hòa nếu hy sinh vì đất nước sao? Ngưng nói nhảm và dô thẳng vấn đề đi bạn ơi, để tôi nói chuyện với Gang Mu. Con má ló, bảo tên khốn cộng sản đó nghe điện thoại đi. Ông đang cáo buộc tôi là cộng sản sao chứ? Ông đã lên kế hoạch với Bắc Hàn để thắng
cuộc bầu cử, đúng không Lào? Cậu quả đúng như họ nói, nếu cậu cư xử như vậy, tôi buộc phải giết cậu. Nghe cho kỹ này, bom đã được đặt ở xung quanh ký túc xá. Làm sao một con tốt tầm thường như cậu lại dám hủy hoại kế hoạch cuộc bầu cử của tôi? Cậu thử làm trò gì xem, tôi sẽ cho nổ cả cái ký túc xá, nổ tan các người ra thành trăm mảnh. Ông ta dám đe dọa chúng ta kìa, anh nghĩ chuyện đó có thể không? Thôi thôi thôi, đừng có mà bốc bét nữa bạn. Thằng khốn kiếp, chúng tôi đã lắp đặt chất nổ có sức công phá lớn. Cái đéo gì vậy? What, chất nổ và âm thanh của vụ nổ sẽ rất lớn. Nghe hay đấy, tất cả mọi người sẽ phát hiện đó chỉ là kế hoạch cho cuộc bầu cử. Má cái thằng khốn lạn chó đẻ, chúng tôi đã thu thập được tất cả băng ghi âm được gửi đến cánh truyền thông rồi. Cậu không biết là chúng tôi đã cài người vào đó sao? Nếu anh lo lắng đến sự an toàn cho con vợ Giang Hana của anh thì tốt hơn hết từ bây giờ đừng gây thêm chuyện gì nữa. Nhìn cái đéo gì mà dòm, anh biến con mẹ nó khỏi mắt tôi đi. Biến cái nịt, anh mới là người cần biến đi đấy. Má cái thằng cha bộ trưởng này dám đuổi bố mày sao chứ? Còn má nó, tôi có nên bóp còi không đây nhỉ? Tôi đã mất người con trai yêu quý và con gái tôi đang ở trong chỏng. Anh nghĩ tôi còn gì để sợ không? Tôi không có ý định nổ chúng. Bác sĩ Kang, em yêu của tôi cũng đang ở trong đó. Còn má nó, mau đi gỡ C4 ra ngay. Chúng ta giải cứu con gái ông, chúng ta sẽ đưa cả bác sĩ Kang ra ngoài. Con mẹ nó chứ, thằng cha còn dám dí súng vào đầu mình, bực thiệt á chứ. Còn bà chị bác sĩ thì đang biến hình thành Dominic Dom Toretto trong Fast and Furious, bị truy đuổi y như trong phim luôn. Nhưng bà chị cũng là racinger chính hiệu nên đã thoát được sự truy đuổi đến từ vị trí của mấy anh trai cảnh sát. Kế hoạch của ta đã bị lộ, có nghĩa là trong ký túc xá có tay trong, ngoại trừ tôi, anh và Giang Zhou thì không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa. Chúng ta phải tìm ra tay trong đó ngay thôi. Tôi sẽ tập hợp các con tin ở thánh đường, anh lo phía Nam Hàn Đê, tôi sẽ trông chừng đồng chí Kang và người của tôi. Còn mấy anh trai chị gái này thì đang lén lén lút lút định làm một cái điều gì đó, trông rất là mờ mờ ám ám, có vẻ như họ đang tìm đường trốn ra khỏi ký túc xá. Bên này không có khóa nè mọi người, nhưng mà chờ đã, chúng ta đang chống lại đội trưởng ANSP và gián điệp, chắc chắn ở đây có cái bẫy gì đó xung quanh đây. Tôi có thấy cái con miệng gì đâu, nó có thể là một cái bẫy vô hình mà ta không thể thấy được. Cậu sợ thì nói miệng nó đi, bẫy với trả tám cái điếu dề. Tất cả mọi người trong ký túc xá chú ý, hãy tập hợp ở thánh đường ngay bây giờ. Tôi nhắc lại, mọi người ở trong ký túc xá tập trung lại thánh đường ngay lập tức để thực hiện nghĩa vụ của chúng ta. Hãy mau tập trung nhanh lên đi, trong 1 phút 30 giây nữa mà tôi thấy thiếu ai là tôi bắn bỏ miệng người đó đấy nhá. Hãy vượt lên chính mình đi. Với chú Quyền Linh thì 1 phút 30 giây là 1 phút 61 giây, nhưng với tôi chỉ là 1 phút 29 giây thôi đấy. Rồi Soho đi gặp bà chị bác sĩ. Hello, em đã lâu không gặp. Tôi đã nói chuyện với Nam Tae-yu, ông ta đã biết chuyện Gang Mu và tôi bắt tay với nhau, thảo là họ đang giới thiệu Gang Mu trên TV. Sớm muộn anh ta cũng sẽ bị giết. Nếu mọi người nghĩ anh ta chết vì cứu các con tin, họ chắc chắn sẽ gầy và đề cao ANSP. Họ cũng biết về kế hoạch của ta. Lễ, anh đang nghi ngờ tôi là tay trong sao? Tôi muốn cho cô một cơ hội để bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng nếu cô phản bội thì cô sẽ trở thành thiên thần sa ngã. Cô xứng đáng xuống địa ngục, một trong hai ta phải chết. Sao anh lại cố sống cố chết lên bờ xuống ruộng cứu mấy người Nam Hàn đó chứ? MC Khay hỏi là tại vì ai, nhưng với anh có vẻ là vì Giang Zhou. Anh với cô ấy là không thể. Giang Zhou đã phải trả một cái giá quá đắt cho tôi. Cô ấy đã mạo hiểm tính mạng và giúp đỡ tôi. Tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng thêm điều gì nữa. Vậy cái plan của anh là gì? Cứ cho là anh sống sót ra khỏi đây đi, nhưng sau đó thì sao? Sau đó tôi sẽ trở về. Nếu không trở về em gái tôi sẽ bị giết. Mì chọt số. Nếu tôi quay trở lại thì Lim Do Dốc sẽ để Sohui được sống. Ui là trời, không thể ngờ được là anh nghĩ được vậy luôn á. Cô sẽ phải chịu trói cho đến khi chúng ta bắt được tay trong, nên là hãy cố chịu đựng một xíu đi. Được rồi, tất cả đều ở đây, đúng chứ? Nhưng mà khoan, cô có thấy cô không? Cô Pi, đêm qua cô ấy đã ngủ cùng cô. Tôi mới thấy cô ấy ở phòng nghỉ tầng 2. Được rồi, tôi sẽ đi xem coi dư Lào. Đây là thông báo khẩn cấp, tất cả mọi người nên ở đây vì đây là nơi an toàn nhất. Lúc này không ai được rời đi nhé. Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ nói với cô sau khi tìm được cô ô. Rồi anh trai cảnh sát chạy đi trong sự bàng hoàng hoang mang của mọi người. Trang ra bảo sao? Tôi không nghĩ là cô ấy. Không nghĩ à? Anh có hỏi đúng cách không đấy? Cô ấy được đánh giá cao như Nam Tae-yu, cô ấy không thay đổi dễ vậy đâu. Nếu cô ấy gửi tin ra ngoài, cô ấy đã sớm giết chết tôi từ sáng. Cô ấy đã có cơ hội nhưng cô ấy không làm vậy. Bên anh thì sao? Cô ô đã biến mất rồi. Cô ô sao? Má cái bà cô ô này chắc là tay trong rồi. Phải đi tìm cái bà cô ô này tra hỏi cho ra lẽ mới được. Không biết bà trốn trong cái xó xỉnh nào đây nữa chứ. Mà có cái tiếng gì bèng 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 trong nhà ăn ấy nhở? Đi vô nhà ăn xem ló dư Lào coi. Rồi cái bà cô này trốn trong đây chứ còn đâu nữa. Lần này là bà tới số giới tôi rồi. Lầy bà cô đang trốn dưới đó làm cái điếu gì đấy? Xuyệt, im lặng một xíu đi. Ai đó đã trộm gà, đêm qua có ai đó đã động tới thịt gà. Bà ra đây cho tôi. Gà gà cái gì? Đợi tôi cất thịt gà một xíu. Ra đây đi. Một lát tôi biến bà thành Lady Gaga, bây giờ chứ ở đó mà gà gà với tôi. Nhưng tôi phải trông coi nhà bếp. Còn má nó, tôi bảo bà đi ra ngay và luôn cho tôi không có trông coi nhà bếp gì giờ này hết á. Thử một miếng gà rán đi bạn ơi, ngon vãi chưởng linh hồn luôn á trời. Cắn nhẹ một miếng thôi. Má cái thằng khốn nạn này, bố mày bảo là không ăn rồi mà. Đồng chí Zhou à, cậu có làm điều gì liều lĩnh không? Ác hẳn cậu đã có giấc ngủ ngon nhỉ. Cậu nghe được rồi, tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng làm sao để sống sót giờ là mục tiêu hàng đầu. Soho đã phản bội đất nước. Cậu không nghe thấy đất nước ta và phía Nam đang lên kế hoạch trừ khử ta ư? Tôi luôn tin tưởng đồng chí Lim, cậu ấy luôn cố gắng bảo vệ chúng ta bằng mọi giá. Tôi tin cậu ấy sẽ cứu chúng ta như cậu ấy đã từng cứu sống những đồng đội đã hấp hối ở núi Kuksubek. Lúc này họ đang chạy bộ trên mặt tuyết trơn trượt để làm ấm cơ thể. Đang chạy thì có hai người bị té sấp mặt, suýt nữa thì bị cha đội đứng bên kia bắn vỡ sọ. Nên mọi người hiểu rằng phải liên tục chạy đến khi tới đích mới có cơ hội sống sót. Rồi họ chạy đến chặng cuối ít tuyết hơn, nhưng ở chặng này thì họ bắt buộc phải giết những người phản bội trong số đồng đội của mình. Nếu không giết được thì họ sẽ chết. Chỉ có 10 người trong số họ sẽ được trở thành chiến binh để đem lại niềm tự hào dân tộc. Ai trong số họ cũng sợ giết người, sợ máu và cũng sợ chết nữa, nhưng bắt buộc phải làm thôi vì chẳng có đường lui nào cho họ cả. Cha nội chỉ huy thấy anh trai kia không giết ai, cái bóp còi bắn anh ta chết bỏ miệng luôn, làm mọi người sợ sệt nhẹ và bắt đầu điên cuồng điên dại điên đảo điên biển đâm chém lẫn nhau. Ung chôn thì phải đấu với Soho, nhưng Soho không quen dùng dao nên vứt. Bố mày chấp mày nguyên con dao luôn đấy. Thấy Soho chấp dư thế thì Ung Chun liền lao vào đâm cho Soho mấy nhát, nhưng Ung Chun yếu thì vẫn cứ yếu, dù có sơn con dao màu đỏ cũng không tăng sức mạnh lên được nên đã bị Soho áp chế thành công. Nhưng mà chưa đâm, tôi không thể nào giết anh ta được sếp. Ai, tên nhái yếu đuối củ chuối, cậu đang chống đối cấp trên đây à? Tôi sẽ giết tất cả những tên phản bội mà ngài muốn, nhưng người mà ngài đang ra lệnh cho tôi trừ khử là anh hùng của đất nước chúng ta. Mọi người ở đây đều là anh em giàu sinh ra tử của tôi, cậu muốn chết à? Khi cấp trên ra lệnh cho cậu phải phục tùng vô điều kiện. Cấp trên sẽ không bao giờ ra lệnh cho chúng tôi giết đồng đội của mình. Đảng trân trọng quyền người dân của mình, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi những anh hùng của dân tộc. Rồi Soho buông bỏ đồ đao, mọi người nghe thấy cũng rưng rưng trong lòng cùng nhau vứt hết dao xuống đất. Vậy thì tại sao cấp trên không giết cậu ấy? Họ từng phạt chỉ huy vì nghĩ rằng Soho đúng, nhờ có cha cậu ta mà cậu ta đã không chết kể cả khi đã chống đối mệnh lệnh. Lim Soho có thể bắt tay với đối thủ bất cứ lúc nào nên phải theo dõi, đề phòng và giết cậu ta. Nếu cấp trên lần ra cậu thì tất cả những người thân của cậu sẽ bị đưa vào nhà tù chính trị. Rồi Soho bỗng nhiên đi xuống phía hai người họ.
đồng chí Lim, chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình tôi? Đò có lưng đừng có lo, tôi đã nói với cấp trên rằng chỉ có tôi là kẻ phản bội, gia đình cậu sẽ an toàn. Cậu đã nói với cấp trên ư? Bắc Hàn dù sao cũng phải nhận thức được. Ai đó báo với họ rằng tôi muốn bắt tay với Gangmu. Ai đó trong ký túc xá, dậy là có tay trong ở đây ư? Kế hoạch của chúng ta là để mọi người biết về kế hoạch bầu cử. ANP đã biết trước về nó. Còn má nó, đứa nào đã nói cho họ dậy? Lầy anh kia ngồi xuống, làm cái điều gì mà cứ sồn sồn lên thế? Có bộ đàm nào khác không copy? Tôi không nghĩ là có. Không thể liên lạc khi không có nó. Từ giờ tôi sẽ giả soát phòng của các cô. Sao chứ? Tự nhiên đi lục lọi phòng con gái người ta. Tôi đã nói anh ngồi. Bộ đàm là của cô biển máu. Sao anh không nghi ngờ cô ấy? Tôi tịch thu rồi nha. Chúng tôi đều ngủ ở tầng 2, nhưng bốn ốc ngủ một mình. Anh nên vào phòng đó trước tiên. Nếu có con chuột nào lẫn trong đây thì đó phải là chị. Vậy cô không biết biển máu là người của ANSP à? Phải dậy không cô biển máu? U là trời, chắc là dậy rồi, tôi nghi lắm mà. Không nghi ngờ gì tầm này nữa rồi. Cô biển máu, chị ta nói thật ư? Cô đã làm ngơ trước hành vi ăn cắp của bốn ốc đó là lý do sao? Đúng thế, những gì con bé nói đều là sự thật. Úi giời, thấy chưa, từ đầu tôi đã nghi là bà cô có cái gì đó lạ lắm. Họ thậm chí đã nghe lén ký túc xá và yêu cầu tôi để mắt đến em, nhưng tôi thề là chưa từng bán rẻ bất kỳ ai cho ANSP, nhưng được giá thì tôi bán nha. À hiểu rồi, cô lục tung phòng chúng em cũng là để bảo vệ bọn em sao? Thôi đi, chúng ta phải tìm bộ đàm trước, tôi sẽ trông học sinh, anh nên đi tìm các phòng đi. Rồi bún ốc có vẻ lo lắng lắm rồi, định chạy về phòng mau. Bún ốc dừng bước lại, đê, bước thêm một bước nữa có nghĩa rằng em là kẻ mách lẻo. Sao em lại là người đó được chứ? Cô làm việc cho ANSP, kẻ đó phải là cô mới đúng, không phải dư thế đâu. Nếu cô biển máu có ý định làm hại chúng ta thì những sinh viên biểu tình trong số chúng ta đã bị bắt hết miệng rồi. Hiện tại, việc tốt nhất chúng ta có thể làm là ở lại đây. Răng rô đang say sưa lói thì bún ốc trùng đi, không thoát được đâu em gái ơi, trốn chạy làm cái đứa gì. Còn anh trai cảnh sát thì vẫn đang chìm đắm trong cơn say lục lọi đồ đạc của mấy bạn sinh viên nhằm tìm ra cho bằng được cái bộ đàm chết tiệt này. Rồi đột nhiên bỗng thấy cái gì đó trên giường, một cọc tiền đô còn mới tinh, chắc là mới đi đổi tiền để lì xì cho mấy đứa nhóc hàng xóm đây mà. Để tôi giữ dùng cho. Rồi hai người bắt đầu đi bắt bún ốc về phòng cùng bà chị bác sĩ. Cô đã đưa nó cho cô ta đúng chứ? Cô khiến Soho tin rằng cô đã thay đổi và dùng cô ta để báo cho Nam Tiêu về kế hoạch của chúng tôi. Ủa, tôi ở đây từ suốt đêm qua mà, tôi còn chẳng có bộ đàm, và kể cả tôi có nó sẽ ra sao nếu cô ta nói với người đó tôi là gián điệp? Số đá, ý lộ số bộ đàm còn lại cô giấu ở đâu? Không phải tôi bảo là không phải tôi mà, sao các anh lại nghi ngờ tôi chứ? Tôi không dễ dãi vậy đâu, tôi phát điên với sự thật rằng cuộc đời tôi đã bị hủy hoại chỉ vì anh, đến mức phải vỗ ngực suốt đêm, ngực tôi giờ đỏ hết rồi này. Anh có muốn xem nó không? Vì cái quái gì mà anh quay lại đây vậy? Anh đã rời khỏi đây an toàn vào ngày hội mở cửa mà, thế tại sao anh comeback lần nữa? Vì răng rô sao? Anh trở lại để gặp răng rô sao? Tại sao tôi lại phải hy sinh cho tình yêu của anh chứ? Tại sao chứ? Thật không công bằng, anh làm tôi phải đứng đây và tôi khóc hu hu, tổn thương tôi nên tôi khóc hu hu, bởi vì là tôi su, tôi không làm được cái gì nên tôi khóc hu hu. Mùng 3 tháng 12 là ngày diễn ra lễ hội. Anh thực sự đã rời khỏi ký túc xá ư? Ký túc xá đang bị khám xét, nguy cơ cao sẽ bại lộ, hy vọng có thể trở lại phía bắc sớm nhất có thể. Đội nghe lén ANSP đã chặn tin nhắn này vào ngày 5 tháng 12. Tôi đã nghĩ anh gửi nó từ ký túc xá, đó là lý do tôi đến bắt anh. Có vẻ đã có gián điệp ở đây từ trước. Lim Soho đã tự ý phản bội, bảo đảm an toàn cho Son Hee. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho Mozan Hugh. Một thằng khốn lạn này giờ còn dám đe dọa cả tôi sao? Cậu ấy chắc hẳn lo lắng ông giết con bé vì đã phản bội tổ chức, vì sợ ta sẽ giết cô ấy nên sau khi ghi âm giọng nói của cô ấy, tôi không lo lắng về Mozan Hugh. Tôi chắc chắn Nam Tae-yu sẽ cứu cô ấy. Lim Ji-jok, tôi không nên để một con chó lầm sầu nồi canh được. Gửi lời đến Hae-gum Song một trong ký túc xá, nếu ANSP lâu sợ họ sẽ giết những kẻ phản bội và trở về bình nhưỡng, đó là ai mới được chứ? Sẽ thế nào nếu là một trong số chúng ta? Trời ơi, chỉ có thể là bà cô biển máu thôi, chứ chúng ta làm điều gì có khả năng đó? Còn anh trai cảnh sát thì đang lục lọi hồ sơ. Tóm tắt, Odok Sim tốt nghiệp từ tỉnh Bắc Hamgong trường tiểu học Myeongchon, tóm tắt Kim Man-dong làm việc tại địa điểm xây dựng Saudi Azazan. Còn Soho thì đang lục lọi phòng ông Man-dong, phải lục tung tăng cái phòng này mới được. Có điều gì bất thường không? Trước khi đến làm việc tại đây, ông ấy là một công nhân xây dựng ở Trung Đông. Còn lý lịch của cô thì sao? Cô ấy đến miền Nam trong chiến tranh Triều Tiên. Tôi nghĩ cô ấy đến ký túc xá mỗi ngày. Cậu đã tìm kiếm ở quầy cà phê chưa? Sau đó họ cùng đến nhà bếp lục tìm. Họ banh xác mấy con gà ra tìm từ con gà này đến con gà kia, từ con gà kia đến con gà lọ, từ con gà lọ đến con gà trai, từ con gà trai đến con gà gái. Hình như anh trai cảnh sát đã thấy một thứ gì đó trong con gà, móc ra thì đó chính là cái bộ đàm mà họ đang tìm kiếm. Tìm cách bật lên liên lạc xem nó gọi cho ai, mà bật nó dư lão ấy nhờ. Rồi bật được rồi. Hello mọi người, mình là Chôn Nì Đen Gangmu đây. Là Chôn Nì Đen Gangmu sao? Chắc là anh ta liên lạc từ bộ đàm để lừa đảo mình 10 triệu DBZ coin, như anh YouTuber khoa bớt nữa đây mà. Chúng tôi không có dễ bị lừa như vậy đâu nha. Tốt nhất là bọn anh nên chuyển cho tôi 10 triệu DBZ coin luôn đi, chứ đừng đi lừa đảo nữa. Hãy để tôi hỏi ông vài điều. Những học sinh ngây thơ này, ông thực sự định giết tất cả sao? Tại sao chúng tôi lại giết những sinh viên vô tội chứ? Chúng tôi đã đồng ý cứu con tin. Ông nghĩ là tôi tin khi mà ông đã đặt một đống bom sao? Cha tôi bị bắn chết khi truy đuổi gián điệp. Tôi đã tham gia vào ANSP để bắt tất cả những tên cộng sản đó. Nhưng thay vì bắt cộng sản, ANSP đã kết án người vô tội vì tội gián điệp nhằm đạt được mục đích. Vì vậy tôi đã từ bỏ. Tôi đã lang thang khắp nơi. Ông nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? ANSP đang cố giết những học sinh vô tội. Liệu tôi còn phải chạy cho đến khi nào? Cậu đã chạy và không biết làm gì. Vậy thì cậu hãy làm những việc như cậu đã từng làm đi. Cái này là của ai hả? Tôi không biết, sao cậu lại làm thế với tôi? Tôi đã nói là không biết, nó không phải là của tôi. Con má nó, bà đừng giả vờ mất trí nữa. Cô ấy bắt đầu cư xử theo cách đó sau vụ bắt cóc con tin, thật đáng ngờ phải không? Nghe này, đã quá lâu kể từ khi chiến tranh kết thúc rồi, cô đã bao giờ tham gia vào một cuộc chiến tranh chưa? Cô ấy đến từ miền Bắc trong khi chạy trốn vào Nam. Cô ấy đã mất cha mẹ và anh trai vì các vụ đánh bom, đó là lý do ngay cả tiếng máy bay vẫn khiến cô ấy sợ hãi đến mức phát rung rinh rời rạc rũ rượi rườm rà, rêu rao dai dứt rớm ra giả dì rào, run rẩy dầu dĩ rụt rè rạch ròi dài rác giam giáp dạng dỡ, dạo rực rau giam giáp rối rắn giỏi rầm rập rầm rộ rập rinh rì rà. Dù sao thì gián điệp đã bị bắt, vì vậy các em có thể tự do trở về phòng của mình, nhưng đừng rời khỏi phòng của các em trừ khi các em phải vào nhà vệ sinh. Rồi mọi người đứng bật dậy khỏi ghế và bắt đầu đi về phòng của mình ngay sau đó, bỏ lại bà cô một mình nơi đây. Thánh đường hưu quạnh cô liêu đơn thân độc mã, mã cót mã số mã mồ chôn. Còn bà cô đầu bếp thì được bà chị bác sĩ chăm sóc, có vẻ là hội chứng PTSD dẫn tới chấn thương tâm lý. Một người yếu đuối như cô ấy lại là gián điệp sao? Tin được không chứ? Ta không thể trở thành gián điệp vì ta mạnh mẽ ngay từ đầu, đó là bởi vì ta đã được đào tạo như vậy. Ây da, gần đến giờ nấu bữa tối rồi, đây là kết cục của một mật vụ đã cống hiến cuộc đời mình cho đất nước sao? Thật đúng là một sự bi kịch không hề nhẹ.
đồng chí Soho và đồng chí Gangmu đang lên đồ, chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược nghênh chiến. Kế hoạch của các anh là gì? Các anh định chiến đấu với ANFP sao? Bom đã được đặt xung quanh ký túc xá. Đội SWAT có thể đột nhập để giải cứu em. Tối nay tôi sẽ gặp bố tôi. Hãy để tôi thuyết phục ông ấy. Nếu ông ấy thay đổi quyết định, tất cả chúng ta sẽ có thể sống. Không được. Nếu em gặp ông ta, ông ấy sẽ cố gắng đưa em ra ngoài và sau đó họ sẽ cho nổ tung ký túc xá. Anh nói SWAT có thể đột nhập vào tối nay mà. Các anh chỉ có 2 người, nó sẽ ổn sao? Trước khi các anh quyết định chiến đấu, chúng ta cần phải thử mọi cách có thể làm. Nên hãy để tôi làm chuyện này, ok chứ? Hello, Zhangzhou muốn gặp ông. Hãy đến ngôi đền trong 5 phút nữa. Ông chỉ được đi một mình. Nếu ông thử làm bất cứ điều gì ngu ngốc thì cô ấy sẽ bị thương. Nếu có gì sai sót, cậu có thể chết. Tất cả những gì còn lại bây giờ là cuộc chiến tổng cục. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi biết đó là một bước đi mạo hiểm, nhưng ta phải thử thôi. Rồi ông bộ trưởng không đến một mình mà dẫn theo đàn em hộ tống. Tôi nên mang theo số lượng đặc vụ tối thiểu, nếu không bọn chúng sẽ làm liều. Tôi chỉ mang theo 2 tay thiện xạ, thưa ngài. Nhưng đây có thể là một cái bẫy. Ngài đi vào một mình rất nguy hiểm. Tôi sẽ hét lên Zhangzhou như một tín hiệu. Sau đó đi vào qua điện thờ. Chúng ta phải giết hắn. Ok la, thưa ngài. Rồi thế là cha nội bộ trưởng đi vào trong một mình. Còn anh trai cảnh sát thì tháo bẫy bom để Soho chuẩn bị mở cửa đưa Zhangzhou ra ngoài gặp bố. Họ không hề biết được cha nội bộ trưởng không hề đi một mình, mà còn có rất nhiều đàn em ẩn núp hỗ trợ phía sau lưng. Bước ra khỏi cánh cửa này thì không biết sóng gió gì sẽ ập tới với họ tiếp đây. Nào chúng ta đi ra ngoài thôi lào Zhangzhou, dù là có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ nhất định bảo vệ an toàn cho em, nên em hãy cứ tin anh. Cánh cửa mở ra, Zhangzhou bước ra ngoài trước. Còn Soho cùng với anh trai cảnh sát thì hộ tống ở phía sau cánh gà, chuẩn bị có gì bất chắc thì kéo Zhangzhou vào trong cánh cửa ngay. Zhangzhou à, hãy tiến lại đây với bố lào. Bỏ súng xuống đê, cậu đã bao giờ thấy bộ trưởng ANFP mang súng chưa? Tôi ở miền Bắc có bao giờ thấy điếu đâu. Bố ơi, có thật là bố sẽ giết tất cả bọn con không? Dĩ nhiên là không, ai nói với con dư thế đấy, thật là vô lý. Làm ơn hãy dừng lại đi, con biết tất cả những gì bố đang nghĩ đến là chiến thắng trong cuộc bầu cử. Không chỉ mỗi con, bố cũng phải cứu bạn bè của con chứ. Những sinh viên vô tội, có hơn 30 sinh viên trong ký túc xá. Xin hãy cứu bọn con, tất cả là lỗi của con. Anh trai của con, Giang U cũng đã chết vì con. Nếu bạn bè của con cũng chết, con sẽ không thể nào mà sống tiếp được. Bố không có quyền quyết định mọi thứ một mình, nhưng bố sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục họ không làm tổn thương bất cứ ai hết. Đứng yên mà nói được rồi bạn ơi. Con tin tưởng bố được chứ? Được rồi Soho, hãy tin em lần này. Anh hãy hạ súng xuống đê. Ngay lúc đó bộ trưởng hét lên Zhangzhou ra hiệu nổ súng. Ông ta định kéo Zhangzhou thoát khỏi đây nhưng Zhangzhou không đi, quay lại cửa thoát hiểm. Trong tình thế rất là nguy cấp, Zhangzhou giang đôi tay ra che cho Soho để họ không bắn anh ấy. Nhưng mà họ vẫn cứ bắn loạn xạ ì xèo hết lên, nên Soho cùng Zhangzhou mau chóng rút lui vào hầm. Còn ông bộ trưởng thì vẫn ở ngoài một mình đứng trước mưu tên bão đạn. Rồi sau đó ông ấy bị trúng đạn và ngã gục xuống đất, rớt vỡ tan luôn quả kính lão đắc thọ. Ok, tập 12 kết thúc ở đây. Hãy cùng đón chờ tập 13 để xem cha nội bộ trưởng có tự bơm máu hồi sinh rồi đứng dậy trở về căn cứ hay không, hay ông ta sẽ lên thiên đàng luôn. Và nếu ông bộ trưởng ngủ cụ tỏi luôn thì cảm xúc của Zhangzhou sẽ thế nào khi mà biết được bố mình đã trúng đạn chết? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao khi mà phải trải qua nỗi đau mất hết người thân, từ anh trai Zhang U cho tới bố của mình nhé.